Abasa. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Abasa và tôi hy vọng đó là một dấu hiệu cho thấy cầu lái xe của Abasa. Mình đã là tất cả chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, trong lời của tôi, khán giả vào cổ vũ các trận đấu bầu của vòng 3 V-League 2021. Tiếp theo, quý vị và các bạn cho advice, suggestions, dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Dạ, sếp đấy ạ. Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá. Em tìm việc rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 và sản xuất chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài. Nhưng giá cả thì sao? Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan. Chốt dùng Cadisan thì mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó. Lời buồn giữa bao lâu. Tớ sẽ ăn mừng rồi. Tớ sẽ đang ăn mừng rồi. 2021 chỉ cần bảo dưỡng có thay dầu động cơ là được tặng miễn phí một lọc dầu nhớt và chúng còn được bảo dưỡng nhanh trong 60 phút nữa. Ôi tuyệt quá. Và đối với tất cả các dòng xe Ford hết hạn bảo hành tiêu chuẩn khác, khách hàng cũng được tặng miễn phí một lọc dầu nhớt khi vào làm bảo dưỡng không phát sinh chi phí. Chương trình này từ ngày 20 tháng 2 đến 31 tháng 3. Quá hay luôn. Còn gì nữa không anh? À, đặc biệt có chương trình giao nhận xe miễn phí. Chú có thể ngồi nhà và yên tâm trải nghiệm. Đội ngũ nhận và giao xe chuyên nghiệp, xe được khử khuẩn trước khi nhận và giao xe. Tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Vậy em phải đặt lịch ngay với Ford để tận hưởng ưu đãi đầu xuân đây. Ford chưa bao giờ làm em thất vọng. Ừ. Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác cùng thời điểm. Liên hệ với đại lý Ford gần nhất để biết hiện trường. Mình cứ tưởng đài của thằng khác. Tên này của thằng xe tải nữa, nó ùa sang nữa. Qua xe kín đấy mà sao âm thanh lại vào được. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục cập nhật thông tin về những điểm đồ rất nóng ở thời điểm này. Đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Thính giả cũng đã phản ánh rằng đoạn qua nút giao Vạn Điểm lượng phương tiện rất đông theo hướng về Hà Nội. Ùn rất dài ở phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội. Rồi chúng tôi cũng có tin ở ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi mật độ tăng cao. Các phương tiện di chuyển với tốc độ rất chậm. Phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn trạm thu phí đầu Hà Nội, lượng phương tiện cũng đang nối rất dài, phản ánh từ bạn Hải Nam. Như vậy là những tuyến đường cao tốc lúc này thì cao tốc Nội Bài Lào Cai, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đều rất vất vả cho các bạn thính giả. Chúng ta hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn khi di chuyển ở những lộ trình này. Bạn Phạm Minh Đức thì có cho biết rằng phải mất 1 tiếng để đi từ Vạn Điểm, đi trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua nút giao Vạn Điểm. Qua đoạn đường này mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Như vậy là khá vất vả cho các bạn thính giả. Rất chia sẻ với các quý vị và các bạn. Bạn Thắng cũng có phản ánh rằng quốc lộ 21B đoạn lối rẽ vào Senco 5 hướng về nội đô ùn dài khoảng 3 cây số và đây là một đoạn đường khá hẹp nữa. Rất mong các phương tiện chúng ta đi đúng phần đường làn đường của mình. Phía ngã ba Sa La từ cầu Kiến Hưng tới cổng Trào có còn ùn nữa hay không? Chúng tôi cũng chờ thêm tin mới từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý thính giả lắng nghe bản tin Chuyển động chính sách.